Xin chào các bác. Các bác nào muốn biến chiếc điện thoại của mình thành một cái thiết bị có thể zoom được lại và để quay những cảnh ở xa không? Giống như là một chiếc máy quay. Thì hôm nay shop tiếp tục về lại giới thiệu đến tất cả các bác cái mẫu lens zoom thế hệ mới. Cái loại này thì dùng cực kỳ nét. Nó không như cái đời lúc trước ấy, thì bên shop có kinh doanh cái này nhưng mà về sau không kinh doanh nữa, bởi vì là nó dùng nó khá là chán. Nhưng mà sang đến cái phiên bản này của cái thằng mobile phone telephone lens này này, tức là cái lens zoom cho điện thoại, thì cái bản này là bản 18 nhân. Nó hỗ trợ rất là tốt trong cái việc zoom lại để quay những hình ảnh khi tất cả các bác đi bẫy, ví dụ quay cảnh ở xa, quay chim cu gáy hoặc là quay gà rừng, quay bẫy bìm bịp. Thì đây là một cái hộp mới nguyên và về nguyên một thùng hàng như này, dành cho tất cả các bác tham khảo và mua. Các bác mua thì các bác alo trực tiếp đến số điện thoại này để được anh chị em tư vấn về tổ bán hàng, sẽ tư vấn cho tất cả các bác quan tâm về cái sản phẩm này nó như nào, cũng như cách thức mua bán. Để chúng tôi sẽ gửi hàng toàn quốc các bác nhé. Kiểm tra hàng xong phải thanh toán tiền. Còn bây giờ sẽ đi chi tiết vào cái sản phẩm này luôn. Thì đây là một cái sản phẩm công nghệ thì cũng bán rất nhiều rồi. Thế nhưng mà lựa chọn một shop bán hàng uy tín thì các bác hãy lựa chọn để mua hàng cho nó hợp lý. Thì đây là tôi vừa bỏ cái hộp ra, thì đây là một cái những cái đi kèm của nó này. Đây là cái chân để các bác kẹp vào cái điện thoại ạ. Thì đây là cái chân này, cái chân thì để xoáy vào cái bắt vào cái điện thoại. Thì tí nữa tôi sẽ bắt thử luôn cho các bác xem. Và đây một cái ống len này. Đây, các bác có thể thấy ống len đây. Và đây là cái kẹp điện thoại. Và đây là cái ống ở bên ngoài. Và đây là một cái khăn lau. Và kèm theo một cái khăn lau bên dưới nữa. Có hai khăn lau các bác nhé. Tất cả cái ống len này nó cũng giống như là ống nhòm điện thoại hoặc là máy quay thôi. Nó cũng đều phải có cái... đây là cái đựng của cái này. Thế còn cái khăn lau bên dưới. Đựng việc đựng trong cái này thì nó sẽ làm cho cái... không để cho những cái bụi bẩn nó không bám vào cái ống kính, nó sẽ bị mờ. Đây này. Đấy. Các bác thắt lại. Ok chưa? Đấy, thế là nguyên một chiếc mới của nó. Đấy, đúng lúc quay đến đây thì cái điện thoại nó lại hết pin. Không biết là có quay được không. Nếu không quay được thì hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Nhưng bây giờ thì cứ làm. Bây giờ tôi sẽ gắn vào với cái điện thoại cho các bác xem. Thì đây là cái điện thoại này. Đấy. Thì bây giờ gắn cái lens zoom vào để quay. Thì đây là cái lens zoom này. Đầu tiên thì đây là cái kẹp. Thì các bác phải xoay cái này lại. Xoay này nhé. Xoay lại. Đúng kia. Và nắp cái này vào đây. Bóp chắc lại và xoáy. Rồi ok. Nhưng là cái này thì để bắt vào đây. Đây này. Và cái này thì xoáy vào đây. Ok. Và cái này thì xoáy vào chân. Lấy làm chân để chống lên. Còn có thể là sử dụng cái chân cao, dùng cái tripod kia để mà gắn cái chân. Đây là cái chân này. Đấy. Đây là cái kiểu nó như này. Các bác lưu ý là lắp như này. Thế còn ban ngày thì mới test được cái độ nhìn xa. Hôm nay giới thiệu các bác cái ống lens zoom thế hệ mới 18 nhân vừa về, đầy đủ phụ kiện và giá bán công khai, thì các bác alo trực tiếp để đơn vị chúng tôi báo giá cho nó chính xác. Bởi vì cái này nó là cái hàng công nghệ, giá này lúc lên lúc xuống. Đấy. Nên là các bác mua, các bác alo trực tiếp để chúng tôi tư vấn cho các bác về cái mẫu sản phẩm này.
Đây là cái len zoom rất đẹp dành cho tất cả các bác chơi. Đây, các bác là khách hàng quen mua ủng hộ thì các bác cứ mua thoải mái thôi. Còn các bác mới chưa biết đến đơn vị bán hàng kinh doanh chúng tôi thì tham khảo kỹ rồi trước khi mua bán. Xin chúc tất cả các bác mua bán thành công.